mọi người, ếch nhá. Đấy ơi, đấy con ếch đây mọi người ơi. Con cua đá. Ốc chết rồi. Ôi. Một con rồi, một con rồi, trắng toàn. Ôi, ôi, ôi dạ, ôi, ôi, đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi. Đấy rồi, đấy rồi mọi người ơi. Đấy rồi, đấy rồi. Đây, trong này một con nữa nhé. Đây, đây, đây rồi. Mình bắt bây giờ mình sẽ nướng nha mọi người nhá. Hôm nay lại sẽ được một bữa ếch ở trên rừng thật là ngon luôn. Mình sẽ nướng rất khéo nha mọi người nhá.
Mọi người thông cảm nhé, mình ăn cay nó cấp độ cao một tí mọi người ạ. Mình ăn cay rất là cấp độ lớn luôn nên là mỗi lần mình ăn mình sẽ hởi như thế này. Và đây mọi người ơi, tênh, món ếch giữa đại ngàn núi rừng đây, để mình sẽ thưởng thức xem nhé mọi người nhé. Mình sẽ ăn theo phong cách của mình nên mình làm một cái còng nó to như thế này này. Úi giời ơi, nướng thơm quá. Rồi đây, một thịt ếch đây mình sẽ phải chấm với cái nước ớt chua cay, là mình dằm một tí nhé để mình thưởng thức cái thành quả của mình nhé mọi người nhé. Đấy, đi lên rừng trải nghiệm đấy, cái kỷ niệm lớn mà mình yêu thích ấy, chính là cái món ăn nó ngon, ăn thế nào cũng cảm thấy nó ngon luôn. Cái này mà có một tí ăn cay cay tê tê nó vào thì con gì bằng. Tuyệt vời lắm mọi người ạ. Ai đã từng trải nghiệm đây bao giờ chưa? Hãy cùng mọi người hãy cùng ghé thăm nhá. Kênh mình để ăn những món tuyệt vời này. Đây mọi người này. Và đến đây thì mình xin phép khép lại clip ăn ếch tại đây. Và mong rằng mọi người có những trải nghiệm tuyệt vời này thì góp ý cho mình ở phía phần comment nhá. Mình cảm ơn rất nhiều. Mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.